đâu đây đâu đây rồi đây đây con rồi chúng ta cùng chạm vào tay chào mừng những người bạn này có mặt nào không con nào đây 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 con con giới thiệu cho mọi người biết những bạn này bảo tôi dịch bệnh u con cũng không có đạo đâu đến đây rồi cũng không có đạo nữa rồi đây là đứng trên đứng trên đứng trên là con con giới thiệu cho mọi người biết là giới thiệu cho mọi người biết con là tên gì con ở đâu con tên gì? Con tên gì? Con tên Hương. Ở đâu? Ở Long Khánh. Con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Rồi, hôm nay ai dẫn con đến đây và con đến đây với mục đích gì nói cho mọi người? Dạ, tại con có đưa cô ở nhà bị bệnh đó. Mình nên theo cô con chúng ta to đi cho mọi người biết hai người ở đây không có phải là thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng nữa mà sao? Đây là gia đình chia sẻ với nhau kể chuyện ngày xưa đôi ta chung bóng đường rồi cái chuyện của con cho mày nghe con đến đây mục đích gì nói cho mọi người? Vâng, ai dẫn con đến đây? Dạ, có đạo không? Có, tôi biết con. Rồi mục đích con đến đây con muốn xin cái gì nói mọi người nghe? Vì con có ai đạo không? Con biết xin cái gì nói. Thưa chị em, thường người ta đến đây, ai cũng một phải xin cái gì. Thậm chí vừa mới xuống xe là cha, chồng ấy xin cái này, xin cái đó, xin cái kia. Thậm chí mà ra đi rồi thấy cũng phải nắm cổ lại cha kéo quả nắm chân thấy gì là một người không có đạo, một người Phật giáo đến đây con không xin gì cả mà không xin mà đến đây đó mới là điều hay, đó mới là điều chú mến, đó mới là điều chú mong, đó mới là điều chú chờ. Ngay tôi nói ở Âu Châu hay là những nước giàu có họ không đến vì họ không cần xin cái gì cả. Còn người ta đếm là người ta không xin cái gì cả. Tại vì Chúa chỉ cần sự hiện diện của con thôi. Sự hiện diện của một người Phật giáo ở giữa cái điểm tin mừng này đã là một lời chứng hùng hồn lắm rồi. Tại sao lại mới đến? Nói rằng con không biết nói sao thôi, bảo không sao cả. Con chỉ cần nói là con tên gì đã là đủ rồi. Vì phải có một cái gì từ sâu thẳm ở trong trái tim đó, ở trong sâu thẳm trong trái tim cô bé này thì cô ấy mới đến chứ. Chúa biết và cô ấy biết mà dù cô có thể không nói được. Và đây, thưa anh chị em, cái niềm tin nó nằm ở chỗ đó và cái tình yêu nó nằm ở chỗ đó. Tôi đến thăm ai chỉ cần xin hiện diện của tôi chứ không cần phải có quà đâu. Có cần có phải là tôi xin cái gì tôi mới đến đâu. Thưa chúng ta hay vừa gặp nhau, sao có chuyện gì đấy, đến có chuyện gì đấy. Tôi bảo tôi chẳng có chuyện gì cả. Tôi bảo không có chuyện gì đến đây làm gì. Cái ngày Tết mùng 2 Tết tôi đến nhà thăm cả người giàu đến người nghèo, đến như là người nghèo vừa mở cửa họ rồi lái cha ơi tôi ăn tết chứ còn người vui, nó bảo chả sao cái nhà kinh đại nhà nó khá lắm, cái đàn ông có mắt thấy lớn lắm, thì tôi sang thì ấn chuông đến chuông ba lần chó chắc bốn cái, sau đó mình chờ cả người vui xuống gọi tôi cha đến đây có chuyện gì đấy, cha đến đây có chuyện gì đấy, nghĩa là cứ thế là phải xin cái gì à, bảo tôi chẳng có chuyện gì cả. Bảo không có chuyện gì đến đây làm gì? Tôi bảo không có chuyện mới đến được không? Để nhé nhà đầu phải có đến có chuyện mới đến được cả. Họ nghĩ là tôi phải đến xin cái gì, tôi bảo tôi chẳng xin gì cả, đến chúc Tết có được hay không? Chuyện riêng của tôi phải không phải là món quà quý hay sao? Chuyện riêng của người chị em mình đến đây không phải là món quà quý hay sao? Mà phải xin cái gì thưa chị em? Tạ ơn Chúa. Còn con? Con tên gì? Đứng đi nào. Tạ con tên gì? Em tên Hạnh. Con ở đâu? Con đạo gì? Đúng rồi.